Thị trường chứng khoán phố Wall Mỹ có dấu hiệu phục hồi trong phiên giao dịch ngày 9 tháng 10 và chứng khoán châu Âu giảm điểm khi giá dầu tăng do lo ngại căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông. Cổ phiếu của các công ty công nghiệp quốc phòng của Mỹ tăng mạnh với Lockheed Martin và Northrop Grumman Corp đóng cửa lần lượt tăng 8,9% và 11,4%. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường chứng khoán London, Vương quốc Anh lúc đóng cửa ở mức 7.492,21 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt, Đức giảm 0,7% xuống 15.128,11 điểm. Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris, Pháp giảm 0,6% xuống 7.021,40 điểm. Chỉ số Europe Stoxx 50 giảm 0,8% xuống 4.112,57 điểm. Các nhà phân tích nhận định rằng cuộc xung đột đã làm dấy lên mối lo ngại về nguồn cung cấp dầu mỏ quan trọng trong bối cảnh Saudi Arabia và Nga cắt giảm sản lượng, đồng thời cũng gây ra những lo ngại mới về tác động lên lạm phát, trong đó chi phí năng lượng là nguyên nhân chính khiến giá cả tăng vọt, làm các nước phải triển khai các biện pháp ứng phó để tránh nguy cơ suy thoái kinh tế. Lực lượng Hezbollah ở Liban nhận trách nhiệm đã tấn công vào vị trí quân sự của Israel và Tel Aviv đã pháo kích để trả đũa. Giữa lúc căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hamas ở Gaza đang leo thang, đã khiến nước này lâm vào thế lưỡng đầu thọ địch, nan giải. Theo Sputnik, lực lượng vũ trang Hezbollah ngày 8 tháng 10 đã nhận trách nhiệm về vụ bắn đạn cối vào các cơ sở quân sự của Israel ở phía nam Liban. Tuyên bố viết, vì tình đoàn kết với lực lượng kháng chiến Palestine, Hamas, một nhóm binh sĩ của chúng tôi sáng nay đã tấn công 3 vị trí của quân đội Do Thái gần khu vực Siba Farm của Lebanon mà Israel đang kiểm soát. Một radar quân sự của Israel đã bị tấn công. Hezbollah cho hay, Siba Farm là khu vực mà Israel đã giành được từ năm 1967 và Liban cũng tuyên bố chủ quyền với vùng này. Theo Reuters, giới chính trị phương Tây tin rằng Hezbollah là lực lượng được Iran hậu thuẫn và nhóm này là bên đang nắm quyền kiểm soát miền nam Liban. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, tuyên bố đã bắt đầu pháo kích khu vực ở Liban để đáp trả hỏa lực của Hezbollah. Theo truyền thông địa phương, làng Farjoba đã bị tấn công. Vụ pháo kích của IDF diễn ra vào sáng 8 tháng 10 theo giờ địa phương, một ngày sau khi lực lượng vũ trang Hamas và một số nhóm khác của người Palestine tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào các thành phố và căn cứ của Israel, khiến ít nhất 300 người thiệt mạng, khoảng hơn 2.000 người bị thương. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc ở biên giới Israel-Lebanon, UNIFIL, cho biết họ đã phát hiện một số rocket được bắn đi từ phía đông nam Lebanon về phía lãnh thổ do Israel kiểm soát gần Kfar Suba và các loạt pháo binh đáp trả từ Israel. Anh Tiêu cho biết họ đang liên hệ với chính quyền ở hai bên đường màu xanh để tránh tình hình leo thang nghiêm trọng. Đường màu xanh là đường phân giới giữa Liban và Israel, đánh dấu nơi lực lượng Israel rút lui khi họ rời miền nam Liban vào năm 2000. Trong khi đó, Hezbollah cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và vẫn liên lạc trực tiếp với lãnh đạo lực lượng kháng chiến của người Palestine, cho rằng các cuộc tấn công là một phản ứng quyết đoán của Hamas. Lực lượng vũ trang Hezbollah là một tổ chức dân quân của người Hồi giáo dòng Shia. Đây được coi là một trong những tổ chức quân sự phi chính phủ có tiềm lực mạnh hàng đầu thế giới. Trong nhiều năm qua, Hezbollah đã củng cố địa vị quân sự và chính trị tại Liban. Giới quan sát cho rằng Hezbollah có tiềm lực quân sự khá mạnh khi sở hữu nhiều vũ khí khí tài hạng nặng như xe tăng chiến đấu chủ lực, thiết giáp, các hệ thống phòng không, pháo và súng máy. Hãng tin Al Jazeera cảnh báo việc Israel và Hezbollah tấn công qua lại có thể làm dấy lên nguy cơ, làm xung đột bùng phát và thậm chí leo thang rộng hơn ở Trung Đông. Năm 2006, Israel và Hezbollah từng nổ ra xung đột ở miền nam Liban. Trong những năm qua, Israel nhiều lần cảnh báo về tiềm lực quân sự ngày càng gia tăng của Hezbollah. Cùng lúc với việc phóng hàng loạt rocket vào Israel, nhóm vũ trang Hamas còn triển khai nhiều tay súng và chỉ trong vài giờ đã xâm nhập thành phố Deirot ở miền nam Israel, gây bất ngờ cho lực lượng phòng vệ Israel sáng ngày 7 tháng 10. Reuters mô tả, các tay súng Hamas cũng chiếm giữ các chốt an ninh, bao gồm một đồn cảnh sát ở thị trấn phía nam Deirot và tràn vào cửa khẩu Ezed, vốn kiểm soát chặt chẽ người ra vào, dải Gaza. Một chiến dịch dữ dội như vậy cần phải được chuẩn bị trong nhiều tháng.
Hamas đã lên kế hoạch từ lâu. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Israel Eiha Hulala nhận định, rõ ràng đây là một cuộc tấn công phối hợp rất chặt chẽ, khiến chúng ta bất ngờ về mặt chiến thuật và nhận lấy thiệt hại nặng nề. Giới chức quân sự an ninh Israel thừa nhận lỗ hổng tình báo. Sẽ có các cuộc họp để mổ xẻ về lỗ hổng tình báo nhằm chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Hiện tại, trọng tâm của chúng tôi là chiến đấu. Một phát ngôn viên quân đội Israel nói với các phóng viên trong cuộc họp ngắn. Kẻ thù sẽ phải trả giá đắt vì những gì đã gây ra cho Israel hôm nay. Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp với nội các Israel hôm 7 tháng 10. Cuộc tấn công ào ạt và bất ngờ của Hamas vào Israel đã xảy ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm cuộc chiến Yom Kippur. Đây là cuộc chiến diễn ra từ ngày 6 tháng 10 tới ngày 26 tháng 10 năm 1973. Do Liên minh các quốc gia Ả Rập phát động tấn công Israel ngay trong ngày lễ đền tội Yom Kippur, ngày lễ thiêng của người Do Thái. Tướng Giora Eilen, cựu lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia Israel cho biết, nó khá giống với những gì đã xảy ra vào năm 1973. Chúng ta có thể thấy Israel hoàn toàn bị động trước cuộc tấn công được phối hợp rất bài bản của Hamas. Khi phá vỡ các hàng rào ngăn cách với dải Gaza để tiến vào Israel hôm 7 tháng 10, các tay súng Hamas còn quay video các cuộc tấn công ở nhiều địa điểm khác nhau. Hình ảnh xác chết nằm ngổn ngang trên đường phố hay hình ảnh các nhóm dân thường Israel bị xua đuổi hoặc bị bắt đi làm con tin ở dải Gaza là một cú sốc thực sự với người dân nước này. Đây là thất bại nặng nề không thể chối cãi của tình báo Israel. Ông Jonathan Panikov, cựu quan chức tình báo Mỹ về Trung Đông, đánh giá. Nó cũng là một thất bại nặng nề về an ninh, làm suy yếu cách tiếp cận tưởng chừng như mạnh mẽ và thành công của Israel đối với dải Gaza. Israel luôn coi nhóm vũ trang Hamas là kẻ thù không đội trời chung. Kể từ sau cuộc chiến 10 ngày vào năm 2021, Israel đã áp dụng chiến thuật cây gậy và củ cà rốt để duy trì sự ổn định ở dải Gaza. Israel đưa ra các giải pháp khuyến khích kinh tế, bao gồm cấp hàng ngàn giấy phép lao động cho người dân Gaza làm việc ở Israel hoặc khu bờ Tây. Cùng với đó, giới chức Israel duy trì sự phong tỏa chặt chẽ và tập trung vào nguy cơ bị phóng rocket từ dải Gaza. Tuy nhiên, cách tiếp cận này của Israel cũng bị đặt dấu hỏi. Sau ngày giao tranh đầu tiên, phía Israel đã có hơn 300 người Israel thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương. Tại Gaza, ít nhất 232 người Palestine thiệt mạng và hơn 1.700 người bị thương.